Tối ngày hôm qua 3 tháng 2, tức 25 Tết, đã diễn ra lễ khai mạc Hội Hoa Xuân Thành phố Hồ Chí Minh tại công viên Tao Đàn. Đã trở thành thông lệ thì Hội Hoa Xuân đã trở thành điểm đến quen thuộc của người dân Thành phố Hồ Chí Minh mỗi độ Tết đến xuân về. Tại buổi lễ khai mạc Hội Hoa Xuân Thành phố Hồ Chí Minh Tết Bính Thân 2016, ông Trần Thế Kỷ, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, Hội Hoa Xuân năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra trong bối cảnh đất nước kỷ niệm 30 năm ngày đổi mới, mở cửa hội nhập. Các cổng Hội Hoa Xuân là sự kết hợp tinh tế của các muôn sắc tươi thắm sen lớn vươn lên từ đồng sen như tượng trưng cho đất nước đang vươn vai sát cánh cùng sự phát triển chung của bạn bè khu vực và thế giới. Năm 2016 đánh dấu một mùa xuân đặc biệt, mùa xuân lần thứ 30 của công cuộc đổi mới đất nước diễn ra thành công. Hội Hoa Xuân năm nay quy tụ hơn 3.000 hiện vật đạt tiêu chuẩn trưng bày, trong đó có bộ sưu tập lan rừng với nhiều loại đột biến, bộ sưu tập xương rồng, bộ sưu tập hoa hồng cổ hàng chục năm tuổi, bộ sưu tập đổ quyên nhiều màu, bộ sưu tập mai xanh, hai cây sứ thần tài và sứ hồng đăng cao trên 2 mét, cây nho thân gỗ gốc Nam Mỹ cao 4 mét và giống đào quý thất thốn cỏ trải. Năm nay cổng chính đường Trương Định được trang trí hình một đóa hoa sen vươn lên tượng trưng cho đất nước đang vươn vai sát cánh cùng sự phát triển chung của bạn bè thế giới. Cùng đó là hình ảnh gia đình nhà Khỉ, linh vật của năm Bính Thân, cùng xung vầy như lời chúc cho nền hòa bình và hội nhập của đất nước. Hội Hoa Xuân Bính Thân 2016 sẽ diễn ra trong 12 ngày, kéo dài đến hết ngày 14 tháng 2 năm 2016.